Xin chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái thông tin hoạt chất fipronil có trong cái sản phẩm bà con mình thường biết, đó là cái Regen, là khá phổ biến. Hiện nay nó bị cấm trong cái danh mục thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam. Tại sao nó bị cấm, về cái nồng độ độc của nó như thế nào và mức độ phổ biến sử dụng trong thời gian qua như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật nhiều thông tin mới nhất từ kênh nhé quý vị. Hãy ủng hộ kênh của chúng tôi. Và như chúng ta sẽ tìm hiểu sau đây là cái công văn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc loại bỏ cái thuốc bảo vệ thực vật chứa cái hoạt chất fipronil ra khỏi cái danh mục thuốc bảo vệ thực vật. Nó được ký vào ngày 12 tháng 2 năm 2019 bởi Thứ trưởng Lê Quốc Doanh của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thì quyết định này ký có ban hành một cái điều, đó là chỉ được sản xuất, nhập khẩu tối đa trong vòng 1 năm và được buôn bán sử dụng tối đa trong 2 năm kể từ ngày quyết định này có hiệu lực. Tức là có hiệu lực từ ngày 12 tháng 2 năm 2019. Thì đến ngày 12 tháng 2 năm 2021 là sản phẩm FIP có hoạt chất fipronil không còn được bán ở thị trường Việt Nam nữa. Như vậy là tính tới thời điểm này là sản phẩm này đã bị cấm tại thị trường Việt Nam. Và đối với cái hoạt chất fipronil thì nó rất là phổ biến, nên là chúng ta xem nó có được nhiều sản phẩm đăng ký bán hay không. Thì ở thị trường Việt Nam, chúng ta có đâu đó khoảng 89 cái công thức đơn hoạt chất và phối hợp đôi hoặc là đa hoạt chất để đăng ký trong các cái sản phẩm trên cây trồng, và có đâu đó khoảng 150 cái tên thương mại với nhiều cái công thức thành phần hoạt chất được đăng ký bán sử dụng trong nông nghiệp ở Việt Nam, và ngoài ra nó còn sử dụng trên nhiều cái cây trồng khác cũng như là nhiều cái đối tượng khác, như là sử dụng trong cái phòng trừ mối, gián, kiến ở trên cái cây trồng. Thì khi chúng ta lên trên mạng Google Search, chúng ta tìm là tên thương mại của fipronil thì nó có đâu đó khoảng 66.000 kết quả trong vòng 0.33 giây. Tức là cái kết quả về cái hoạt chất thương mại có cái hoạt chất fipronil rất là nhiều. Và ở đây thì chúng ta thấy đơn cử là trên thị trường mà bà con mình biết, cái sản phẩm hàng hiệu nổi tiếng nhất đó là của Regen, và những cái sản phẩm khác như là fipronil hay là Ranger rất là nhiều. Và các cái sản phẩm nào thì có chứa cái hoạt chất fipronil? Fipronil thì nó có chứa ở trong nhiều cái sản phẩm thuốc trừ sâu, bao gồm cả sản phẩm dạng hạt, sản phẩm dạng bã gieo, sản phẩm chăm sóc thú cưng cũng có fipronil, sản phẩm kiểm soát mối mọt, dạng lỏng và các sản phẩm nông nghiệp cũng đều có fipronil. Và nó có hơn 50 sản phẩm đã được đăng ký có chứa fipronil trong các cái lĩnh vực, kể cả xử lý mối mọt, kiến gián và kể cả trong xử lý trong nông nghiệp. Và đối với ngành nông nghiệp thì có hơn 150 cái công thức và tên thương mại các cái hoạt chất fipronil được sử dụng trong lĩnh vực cây trồng nông nghiệp. Thì với cái số lượng này cũng rất là lớn nha quý vị ha. Và cái hoạt chất fipronil là gì? Fipronil là một cái hoạt chất trừ sâu phổ rộng thuộc cái nhóm phenylpyrazone. Lần đầu tiên nó được đăng ký và làm thuốc trừ sâu tại Hoa Kỳ vào năm 1996. Cái công thức ban đầu là một cái loại bột màu trắng và nó có cái mùi ẩm mốc. Và cái hoạt chất fipronil nó tiêu diệt côn trùng nào? Nó tiêu diệt được cái nhóm sử dụng diệt để diệt kiến nè, diệt bọ cánh cứng, gián, bọ chét, ve, mối, với chuỗi, bọ trĩ, sâu rễ, mọt và các loại côn trùng khác. Như vậy là chúng ta thấy là hầu như sản phẩm fipronil được sử dụng rất là phổ biến trong kể cả phòng trừ mối mọt, rồi kiến gián là ở trong gia đình, và ngoài ra thì sử dụng trong cái lĩnh vực nông nghiệp khá là nhiều. Và nó được sử dụng trong nhiều loại thuốc trừ sâu và các cái công thức khác nhau. Chúng bao gồm cái dạng hạt, dạng bột hoặc là dạng gel. Và như vậy thì đây là cái công thức 2D, công thức mà chúng ta nhìn thấy, công thức hóa học của cái sản phẩm fipronil thế quý vị ha. Đối với là cái cách thức hoạt động của sản phẩm fipronil thì cái cách thức hoạt động của nó, đây là cái hoạt chất, nó là loại thuốc trừ sâu có tác dụng kép. Côn trùng bị ảnh hưởng bởi hóa chất khi ăn hoặc là tiếp xúc. Tức là cái sản phẩm này có thể là trừ côn trùng bằng cách là tiếp xúc hoặc là ăn phải. Nó hoạt động bằng cách phá vỡ các cái chức năng bình thường của hệ thần kinh trung ương của côn trùng. Nó mang tính chất là độc về cái thần kinh. Và cái hoạt chất fipronil sẽ kích thích các cái dây thần kinh của côn trùng quá mức chịu đựng, khiến nó không thể thực hiện được các cái chức năng cơ bản như là ăn, chạy, nhảy. Và các cái thử nghiệm đã được thực hiện để tìm hiểu xem fipronil có độc với cá và động vật không xương sống dưới nước hay không, như là tôm và bọ chét nước vân vân, thì các nhà khoa học phát hiện ra rằng fipronil rất độc đối với cá biển và cá nước ngọt, và rất độc đối với động vật không xương sống nước biển cũng như là nước ngọt. Hai cái chất chuyển hóa của fipronil cũng đã được thử nghiệm trên cá nước ngọt và động vật không xương sống,
và nó đưa ra cái độ độc là độc cao hơn kể cả fipronil nữa. Về cái lợi ích khi sử dụng cái hoạt chất fipronil thì cái điều mà nó làm cho fipronil thực sự nổi bật và nó không phải là cái chất xua đuổi, tức là đây là một cái sản phẩm mà nó không có là chất xua đuổi mà nó trừ tiếp xúc cũng như là vị độc là chính. Côn trùng sẽ đi qua các cái khu vực đã xử lý bằng fipronil và không biết có sự tồn tại của cái hoạt chất này, tức là đã tiếp xúc mà không có hề hay biết là đã tiếp xúc với cái hoạt chất. Và một cái ưu điểm khác của hoạt chất này là nó tác dụng chậm, cho phép côn trùng gây hại bị ảnh hưởng quay trở lại tổ của chúng và lây lan sang các con khác trong cái quần thể, dẫn đến cái triệu chứng domino là khiến cho cả quần thể côn trùng bị tiêu diệt sạch. Tức là nó có khả năng là tiếp cận, tiếp xúc và nó lây nhiễm qua các cái xúc giác, vị giác và nó đem về tổ thì nó làm cho cả một cái tổ, một cái cộng đồng côn trùng nó bị chết. Vì thế đây cái hoạt chất thuộc cái fipronil nó được sử dụng tốt nhất để tiêu diệt các cái côn trùng có số lượng lớn như là kiến và mối. Và đối với cái sản phẩm thì chúng ta thấy cái fipronil là cái sản phẩm Regen là được hầu hết bà con nông dân chúng ta đều biết đến là sử dụng trong kể cả trừ kiến, mối mọt cũng như là một số cái lựa chọn khác ở trong nhà, kể cả trừ ve chó. Và bên cạnh đó thì ở ngoài đồng ruộng thì nó được sử dụng để trừ sâu đục thân, sâu cuốn lá cũng như là cái nhóm bọ trĩ. Và cái dấu hiệu triệu chứng khi tiếp xúc với lại cái fipronil, thứ nhất đó là ảnh hưởng đến sức khỏe từ việc tiếp xúc của fipronil phụ thuộc vào cách chúng ta tiếp xúc với hóa chất. Tiếp xúc trực tiếp ngắn hạn với da có thể dẫn đến là kích ứng da rất là nhẹ. Nhưng mà khi nuốt phải fipronil thì nạn nhân sẽ xảy ra các cái triệu chứng như là đổ mồ hôi, buồn nôn, nôn, đau đầu, đau dạ dày, chóng mặt, yếu và co giật. Đây là do tác động vào cái hệ thần kinh. Và có các cái dấu hiệu và triệu chứng khi tiếp xúc ngắn với fipronil thường tự lành mà không cần phải điều trị. Và fipronil có khả năng gây ra cái bệnh ung thư hay không? Thì các nhà khoa học chưa có bất kỳ một cái thí nghiệm nào để chứng minh fipronil gây ung thư cho con người. Tại vì thật sự đây là một cái loại thuốc rất là độc nên là không có thử nghiệm trên con người. Và điều này họ được thực hiện trên cái con chuột là chính. Thì họ đã cho một cái con chuột nó ăn fipronil trong cái chế độ ăn uống của chúng trong gần 2 năm để tìm hiểu xem fipronil có thể gây ung thư hay không. Thì các nhà nghiên cứu họ tìm thấy cái khối u trong cái tuyến giáp ở cả chuột đực và chuột cái được cho ăn liều cao nhất. Và mặc dù những cái phát hiện này được coi là chỉ áp dụng cho chuột, nhưng cái fipronil vẫn được phân loại là chất gây ung thư ở người bởi cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ, EPA. Đó là một số thông tin chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về cái sản phẩm fipronil, có cái hoạt chất fipronil hiện nay đã bị cấm khỏi thị trường Việt Nam, không còn kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp cũng như là những lĩnh vực sản xuất khác để bà con chúng ta sử dụng. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi và đóng góp ý kiến xây dựng video của quý vị. Hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh nhé. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.